Một ngày rực rỡ tới toàn thể khán giả của Việt Nam thích nhất. Tới hạn lại lên, AD quay trở lại rồi đây. Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu lựa chọn một trong hai kịch bản xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Bộ Giao thông Vận tải dẫn nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho thấy đây là thời điểm thích hợp để Việt Nam xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao. Về vốn đầu tư, thực tiễn cho thấy không thể hoàn vốn nếu đầu tư theo phương thức đối tác công tư, PPP. Theo kinh nghiệm quốc tế, đa số các nước đều sử dụng đầu tư công để đầu tư toàn bộ phần hạ tầng dự án. Hai kịch bản xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Theo báo Dân Trí, Bộ Giao thông Vận tải thông báo đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam với 4 kịch bản. Tuy nhiên, hiện đang tập trung đánh giá để lựa chọn một trong hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất, xây dựng đường sắt đôi khổ đường 1.435mm, tốc độ thiết kế tối đa 350km/h, tốc độ khai thác 320km/h để vận tải hành khách, đường sắt hiện hữu dành riêng cho vận tải hàng hóa. Dự kiến, theo kịch bản này, tổng mức đầu tư vào khoảng 58,71 tỷ USD. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, về ưu điểm, phương án này đáp ứng tốt nhu cầu vận tải, tạo công bằng giữa các phương thức vận tải trên hành lang Bắc Nam, hình thành tuyến đường sắt khai thác riêng vận tải hành khách và hàng hóa và rút ngắn thời gian vận chuyển hành khách. Ngoài ra, chi phí đầu tư và vận hành khai thác, bảo dưỡng theo phương án này cũng thấp. Về nhược điểm, phương án này chỉ có thể kết nối vận tải hàng hóa bằng khổ đường 1.000mm trên trục Bắc Nam, trong khi các tuyến đường sắt mới đều định hướng xây dựng theo khổ tiêu chuẩn 1.435mm. Do vậy, phải thực hiện trung chuyển hàng hóa tại các ga đầu mối, không thuận lợi cho vận tải hàng hóa. Kịch bản thứ hai là xây dựng đường sắt đôi khổ đường 1.435mm để vận tải hành khách và hàng hóa, tốc độ khai thác tàu khách 180km/h, tàu hàng 120km/h. Dự kiến phương án này có tổng mức đầu tư khoảng 64,9 tỷ USD. Ưu điểm của phương án này là thuận lợi vận tải hàng hóa trên trục Bắc Nam, kết nối các tuyến đường sắt khác bằng khổ 1.435mm. Tuy nhiên, phương án có nhược điểm là tính hấp dẫn về hành khách không cao, chi phí đầu tư, vận hành bảo dưỡng lớn do vận tải thêm hàng hóa, đồng thời thời gian vận chuyển hành khách dài hơn kịch bản thứ nhất. Đây là dự án có quy mô, kinh phí đầu tư rất lớn, tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ phức tạp, có mức độ ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội đất nước nên cần nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định kỹ lưỡng, bảo đảm sự thành công, hiệu quả đầu tư, báo Dân Trí dẫn đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải. Sớm hoạch định chiến lược phát triển đường sắt Việt Nam. Theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu, tiếp thu khuyến nghị của Hội đồng Thẩm định Nhà nước nhằm hoàn chỉnh dự án báo cáo của Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư theo kết luận số 49 năm 2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, khởi công các đoạn ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội, Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang hoàn thành toàn bộ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trước năm 2045. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, từ kinh nghiệm phát triển đường sắt của các quốc gia phát triển, có thể thấy một trong những yếu tố quan trọng để phát triển lĩnh vực đường sắt nói chung và đường sắt tốc độ cao nói riêng chính là trình độ khoa học công nghệ, công nghiệp đường sắt. Do đó, cần sớm hoạch định chiến lược phát triển công nghiệp đường sắt cũng như cơ chế chính sách để phát triển các cơ sở công nghiệp đường sắt và công nghiệp phụ trợ. Đồng thời, trong quá trình đấu thầu mua sắm thiết bị, cần xác lập các tiêu chí, nguyên tắc ràng buộc nhà thầu nước ngoài liên doanh và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước. Theo nhận định của Bộ Giao thông Vận tải, các nước có đường sắt tốc độ cao trên thế giới đều có chương trình phát triển quốc gia về nguồn nhân lực và được đào tạo ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án. Đã đến lúc Việt Nam xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm của 21 quốc gia, vùng lãnh thổ đang khai thác, 7 nước đang xây dựng, các nghiên cứu chuyên sâu của các tổ chức quốc tế UIC, WB, JICA, HOICA và các học giả. Đồng thời, Bộ cũng tổ chức đoàn công tác liên ngành trực tiếp nghiên cứu tại 4 quốc gia là Nhật Bản, Đức, Tây Ban Nha và Trung Quốc để rút ra nhiều bài học. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các quốc gia có hình thái địa kinh tế tập trung ở một số hành lang chiến lược hoặc theo trục dọc tương tự như Việt Nam để phát triển đường sắt tốc độ cao khá sớm để kết nối các hành lang, tạo tiền đề, không gian phát triển, động lực phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuy vậy, thời điểm quyết định đầu tư đường sắt tốc độ cao của các nước không có sự tương đồng về quy mô nền kinh tế cũng như khả năng chi trả của người dân. Tuy nhiên,
Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho thấy đây là thời điểm thích hợp để Việt Nam xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao, khi thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt khoảng 4.110 USD và ước đạt khoảng 7.500 USD vào năm 2030, Bộ Giao thông Vận tải cho biết. Theo Bộ Giao thông Vận tải, để thực hiện thành công dự án, các nước đều có quyết tâm chính trị mạnh mẽ ở cấp cao nhất từ việc thể chế hóa quy định pháp luật, huy động nguồn vốn, đào tạo nguồn lực và phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt, các quyết định đã ban hành đều có tầm nhìn lên đến hàng trăm năm. Về việc lựa chọn công nghệ, các nước cơ bản đều lựa chọn loại hình đường sắt tốc độ cao chạy trên ray. Lý do, đây là loại hình có mức độ tin cậy, hiệu quả, thuận lợi kết nối với tuyến đường sắt hiện hữu. Ngoài ra, một số quốc gia cũng đang nghiên cứu nâng cao tốc độ khai thác, sử dụng cả công nghệ động lực phân tán và tập trung, tùy theo phương án khai thác. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án đường sắt tốc độ cao mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội rất lớn, nhưng không thể hoàn vốn nếu đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Vì vậy, đa số các nước đều sử dụng đầu tư công để đầu tư toàn bộ phần hạ tầng dự án. Tàu đường sắt tốc độ cao Bắc Nam gần 60 tỷ đô, tương lai sẽ xuất phát ở vị trí nào tại Hà Nội? Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra phương án quy hoạch hệ thống đường sắt quốc gia trên địa bàn đến năm 2045, tầm nhìn năm 2065. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến người dân về dự thảo đề án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn năm 2065, trong đó có đưa ra phương án quy hoạch hệ thống đường sắt quốc gia trên địa bàn. Đối với đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, đồ án điều chỉnh quy hoạch như sau: cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các nội dung về hướng tuyến để được thống nhất, mở rộng tổ hợp nhà ga Ngọc Hồi để tích hợp nhà ga, depot, trạm bảo dưỡng của các tuyến đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị. Đường sắt tốc độ cao chỉ dừng ở ga Ngọc Hồi, không đi vào ga Hà Nội, bổ sung một vị trí khu vực đô thị vệ tinh Phú Xuyên để phục vụ kết nối cảng hàng không thứ hai. Sau khi tổ chức lấy ý kiến người dân, dự thảo đề án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn năm 2065 sẽ được hoàn thiện trình Chính phủ xem xét cho ý kiến vào tháng 12 và trình Quốc hội xem xét thông qua trong năm 2024. Trước đó, hồi tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải đã xin ý kiến về phương án hướng tuyến, vị trí và quy mô nhà ga, trạm bảo dưỡng thuộc dự án đường sắt tốc độ cao đi qua Hà Nội. Theo đó, Bộ đề xuất tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam xuất phát từ ga Hà Nội, tàu đi qua đoạn ga Ngọc Hồi, ga Hà Nội có tốc độ thấp như tàu đô thị. Bên cạnh đó, liên danh tư vấn Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải CEDI và Trung tâm tư vấn đầu tư phát triển giao thông vận tải CCTDI cũng đã hoàn tất báo cáo đầu kỳ quy hoạch các tuyến ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội, trong đó đề xuất đường sắt tốc độ cao vào đến ga Hà Nội. Theo đó, tư vấn đề xuất ga đầu mối phía Nam là ga Ngọc Hồi, chuyển depot Thường Tín, nơi lật tàu, tập kết tàu, thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tàu và các tác nghiệp kỹ thuật khác về khu vực ga Ngọc Hồi, ga đầu mối phía Đông là ga Lạc Đạo, Hưng Yên. Ngoài ra, ga Hà Nội là ga có chức năng phục vụ hành khách đường sắt đô thị kết hợp với hành khách đường sắt tốc độ cao. Theo lý giải của các đơn vị tư vấn, quy hoạch mạng lưới bố trí ga đầu cuối của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tại Ngọc Hồi cách xa trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 10 km sẽ làm giảm tính hấp dẫn trong việc thu hút hành khách đi tàu, đặc biệt là các khu vực phía Bắc sông Hồng. Với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam xuất phát từ ga Hà Nội, lãnh đạo Hà Nội cho biết quá trình thẩm tra, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, thành phố đã thống nhất hướng tuyến đường sắt tốc độ cao bắt đầu từ ga Ngọc Hồi đi xuống phía Nam, đồng thời mở rộng tổ hợp ga này để tích hợp nhà ga, depot, trạm bảo dưỡng của các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia tốc độ cao. Đối với phương án sử dụng chung hạ tầng với tuyến đường sắt đô thị số 1, Yên Viên, Ngọc Hồi để tổ chức vận tải vào ga Hà Nội, thành phố khẳng định chưa phù hợp định hướng quy hoạch mạng lưới đường sắt đã được Thủ tướng phê duyệt. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu lập dự án tuyến đường sắt vành đai phía Đông, bàn giao quỹ đất, cơ sở vật chất tuyến đường xuyên tâm Yên Viên, Ngọc Hồi để địa phương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1. Về vị trí nhà ga, theo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam do Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội góp ý trước đây, dự kiến bố trí depot đầu tuyến tại huyện Thường Tín, cách ga Ngọc Hồi khoảng 3,6 km về phía Nam, quy mô diện tích đất dự kiến 85 hectare. Từ đó có thể tích hợp nhà ga, depot, nơi lật tàu, tập kết tàu, thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tàu và các tác nghiệp kỹ thuật khác của các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và hình thành trong tương lai tổ hợp công nghiệp đường sắt quốc gia. Theo quy hoạch, ga Ngọc Hồi sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 151,8 hectare trong tổng diện tích 171 hectare quy hoạch,
với mục tiêu trước mắt đảm bảo hoàn cả chức năng của ga Hà Nội và ga Giáp Bát. Dự án ga Ngọc Hồi đã được thực hiện từ năm 2009, đến nay đã giải phóng được khoảng 55 hectare mặt bằng. Ngoài ra, Hà Nội cũng đề xuất Bộ Giao thông Vận tải bố trí thêm một nhà ga đường sắt tốc độ cao tại khu vực đô thị vệ tinh Phú Xuyên, phía Nam Hà Nội, vì trong tương lai nơi đây sẽ xây dựng sân bay thứ hai vùng thủ đô Hà Nội và xây dựng các khu đô thị vệ tinh với 127.000 người dân sinh sống. Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt năm 2021, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam từ ga Ngọc Hồi đến ga Thủ Thiêm dài 1.545 km, đường sắt đôi khổ 1.435 mm. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và khởi công năm 2030, ưu tiên đoạn Hà Nội Vinh và thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang. Năm 2045, Việt Nam sẽ hoàn thành đưa vào khai thác tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Việt Nam Thuyết Giác. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye!